Chào mọi người, gần đây có một số câu chuyện rất thú vị. Đầu tiên, vào ngày 12 tháng trước, TNC đã tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị tại Mỹ, lần đầu tiên sau 38 năm thành lập. Địa điểm được chọn là Arizona. Tôi đã xem xét nội dung cụ thể của cuộc họp lần này và nhìn chung, nó khá thận trọng, chủ yếu chỉ đề cập đến việc tăng vốn cho các công ty con và một số kế hoạch nhân sự, mang lại cảm giác sấm to nhưng mưa nhỏ tuy nhiên vài ngày sau có thông tin từ chuối cung ứng cho biết intel hiện đang khẩn trương thảo luận về kế hoạch tách riêng bộ phận sản xuất bán dẫn kế hoạch này bao gồm việc tách hoàn toàn bộ phận sản xuất để thành lập một công ty thực thể mới do TSMC chịu trách nhiệm quản lý và vận hành. Ngoài ra, Intel còn yêu cầu TSMC cử kỹ sư đến các nhà máy sản xuất chip tiên tiến nhất của họ, bao gồm quy trình 3 nanomet và 2 nanomet. Intel mong muốn TSMC chuyển giao toàn bộ kinh nghiệm và kiến thức mà không giữ lại bất cứ điều gì nhằm đảm bảo việc vận hành độc lập và triển khai sau này. Ngay sau khi tin tức này được công bố, không có gì ngạc nhiên khi nó tạo ra một cổ bon tấn trong thị trường bán dẫn toàn cầu, khiến cả ngành công nghiệp bán dẫn Bắc Mỹ sôi sục. Cuối cùng, việc tách riêng của Intel đã có hướng đi, Intel đã được cứu và ngành sản xuất chip của Mỹ sẽ trở lại vĩ đại. Giá cổ phiếu của Intel sau nhiều tháng sụt giảm cũng bất ngờ tăng mạnh. Nhưng có thực sự như vậy không? Phản ứng đầu tiên của tôi là sự việc này có thể không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Liệu TSMC thực sự có thể cứu Intel? Tại buổi họp báo vào tháng 10 năm ngoái, CEO của TSMC, ông Nguyễn Triết Gia, đã từng khẳng định rõ ràng rằng họ hoàn toàn không có hứng thú với việc mua lại các cơ sở sản xuất chip của Intel. Giờ đây, dưới áp lực khổng lồ từ chính quyền trong 2.0, liệu TSMC có thể đứng vững không? Họ còn lựa chọn nào khác không? Việc mua lại hợp đầu tư vào Intel sẽ có ý nghĩa gì đối với TSMC, rủi ro lớn đến mức nào? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích chủ đề cực kỳ quan trọng này. Câu hỏi đầu tiên, tại sao Mỹ muốn TSMC mua lại Intel? Tại sao không phải quan tâm? Tại sao không phải NVDA? Thậm chí, tại sao không phải bộ trưởng hiệu suất? Ông trùng sa thải nhân viên Elon Musk. Câu hỏi này có thể được xem xét từ hai góc độ. Một mặt, mặc dù thiết kế chip, sản xuất tên lửa và trí tuệ nhân tạo đều trông có vẻ thuộc ngành công nghệ cao, nhưng về bản chất, chúng có sự khác biệt rất lớn. Ngành sản xuất chip liên quan đến hàng trăm công đoạn, bao gồm quang khắc, khắc, lắng động, pha tạp, mỗi bước đều yêu cầu các chuyên gia có kỹ năng chuyên biệt. Đây là một ngành công nghiệp điển hình, đòi hỏi kinh nghiệm dày dặn, trong đó các kỹ thuật viên phải trải qua thời gian dài thực hành và tích lũy kiến thức. Ví dụ, trong lĩnh vực EUV mà Intel đang tụt hậu, các kỹ thuật viên vận hành máy quang khắc thường cần được đào tạo và thực hành trong nhiều năm mới có thể thành thạo các thao tác và tinh chỉnh thông số chính xác. Đặc biệt, trong lĩnh vực sản xuất chip tiên tiến số lượng doanh nghiệp có đủ năng lực để mang lại sự đổi mới về công nghệ và quản lý cho một gã khổng lồ bán dẫn từng lừng lẫy như intel thực sự rất hiếm hoi giống như quan điểm tôi đã chia sẻ trong những video trước kinh doanh gia công bán dẫn thực sự không hề dễ dàng công việc này đòi hỏi sự công hiến cực độ và một văn hóa doanh nghiệp theo đuổi sự hoàn hảo Quan Cam và Global Foundry do hạn chế về cả ý chí lẫn năng lực, không thể cứu được Intel, còn Mert với quá nhiều mảng kinh doanh khác nhau, càng không thể lao đầu vào vũng bùn sản xuất chip, ông ta cũng không thể cứu được Intel. Hiện tại, cái tên duy nhất và cũng có khả năng nhất để cứu Intel, ai cũng có thể đoán được, chính là TSMC. Mặt khác, vấn đề còn nằm ở sự độc quyền trong sản xuất chip tiên tiến. Trong những năm qua, chúng ta vẫn nói rằng TSMC có vị thế dẫn trước Samsung và Intel, nhưng khi bước sang năm 2025, trong con mắt của chính phủ Mỹ, vấn đề của TSMC không còn đơn thuần là dẫn trước nữa, mà thực tế, họ đã hình thành thế độc quyền tuyệt đối, đặc biệt là ở các tiến trình dưới 5 nanomet. Theo dữ liệu từ trên phọc, trong quý 3 năm 2024, thị phần của TSMC trên thị trường gia công bán dẫn toàn cầu đã đạt 64,9%, tăng 2,6% so với quý trước. Dự kiến đến cuối năm 2025, con số này sẽ tiệm cận 68% trở lên. Trong thị trường chip 7 nanomet trở xuống, TSMC chiếm 90% thị phần, trong thị trường 5 nanomet trở xuống, con số này gần như 100%. Không chỉ thống trị tiến trình sản xuất tiên tiến, TSMC còn có lợi thế tuyệt đối trong công nghệ đóng gói tiên tiến, silicon photonics và sản xuất GAA hàng loạt. Vào ngày 14 tháng 2, trong một cuộc phỏng vấn mới nhất, Trump lại một lần nữa nhắc đến việc Đài Loan đã cướp mất ngành công nghiệp chip của Mỹ, ông ta nhấn mạnh rằng Mỹ phải giành lại nó. Theo Reuters, tờ, các quan chức Nhà Trắng tiết lộ rằng đội mũ của Trump hoan nghênh việc in theo tách riêng mảng sản xuất wafer, nhưng không ủng hộ các doanh nghiệp nước ngoài vận hành nhà máy của Mỹ. Điều này có ý nghĩa gì? Rõ ràng, Trump muốn TSMC tham gia vào Intel dưới hình thức cổ phần kỹ thuật, tức là cung cấp công nghệ, chuyên môn, nhân lực, nhưng không được hưởng quá nhiều lợi ích, cũng không được kiểm soát công ty liên doanh. Tóm lại, kết hợp hai thông tin trên, ta thấy điều gì? Mỹ đã nhận ra rằng chỉ có TSMC mới có thể cứu Intel. Intel là hy vọng duy nhất của ngành sản xuất chip Mỹ và chính phủ Mỹ không thể để họ thất bại. Chính sự độc nhất vô nhị của TSMC đã khiến Intel mất đi miếng bánh lợi nhuận khổng lồ trong lĩnh vực sản xuất chip. Chính phủ Mỹ không thể chấp nhận điều này. Vậy liệu việc TSMC đầu tư mở rộng nhà máy tại Arizona có thể so dịu lo ngại của Mỹ? Liệu việc đổi tên thành SMC có phải là giải pháp? Tôi nghĩ, có lẽ đó vẫn chưa phải là đích đến cuối cùng. Mục tiêu thực sự của chính phủ Mỹ không chỉ là để TSMC cứu Intel, mà quan trọng hơn, họ muốn chuyển giao toàn bộ công nghệ cốt lõi, tài sản trí tuệ và nhân lực sản xuất quan trọng nhất sang Mỹ đây mới chính là trọng tâm trong chiến lược chính trị của chính quyền Trump. Tiếp theo, hãy cùng suy nghĩ sâu hơn, liệu TSMC có cần thiết phải tiếp quản bộ phận sản xuất của Intel hay không? Câu trả lời của Ngụy Triết Gia đã rất rõ ràng, dưới góc độ chiến lược và lợi ích kinh doanh của TSMC, việc mua lại bộ phận sản xuất wafer của Intel hoàn toàn không có ý nghĩa cả về thương mại lẫn công nghệ bán dẫn đầu tiên về mặt kinh doanh một thương vụ bất hợp lý và đầy rủi ro nếu in theo tách bộ phận sản xuất ra và để tsmc tiếp quản điều đó chẳng khác nào in theo đẩy toàn bộ rủi ro vận hành và chi phí sản xuất sang cho tsmc Hiện tại, do Intel tụt hậu trong công nghệ tiến trình tiên tiến và mất thị phần, bộ phận sản xuất của họ đã gặp vấn đề trầm trọng trong thời gian dài, để tái cơ cấu bộ phận này, Intel cần sa thải hàng loạt nhân sự và tổ chức lại toàn bộ hệ thống vận hành, đòi hỏi một lượng tiền và công sức khổng lồ. Trước đó, Goldman Sachs đã đánh giá rằng, việc xử lý hậu quả sau khi tách rời bộ phận sản xuất của Intel cần ít nhất 50 tỷ đô la Mỹ, chỉ riêng trong năm 2024. Bộ phần sản xuất của Intel đã lộ tới 16 tỷ đô la Mỹ, dự báo năm 2025, con số này sẽ lên đến 20 tỷ đô la Mỹ. Ngay cả khi chính phủ Mỹ bơm vài chục tỷ đô la Mỹ tiền trợ cấp mỗi quý, thì cũng chẳng khác gì mối bỏ bể. Nếu để TSMC tiếp quản, TSMC sẽ phải gánh toàn bộ rủi ro tài chính và vận hành sau khi in thiếu tách bộ phận sản xuất, trong khi bản thân TSMC vốn dĩ không hề có những rủi ro này. TSMC có lý do gì để chấp nhận mạo hiểm như vậy? TSMC có nghĩa vụ gì phải đi cứu một IDM khổng lồ của Mỹ? Rõ ràng, chỉ xét riêng về mặt thương mại, TSMC không có lý do gì để lao vào vũng lầy này. Về mặt công nghệ sản xuất chip, TMC không cần phải dính dáng đến việc tái cơ cấu in theo phao gì. Từ góc độ kỹ thuật, chúng ta thường chia quá trình chuyển giao công nghệ bán dẫn thành hai dạng: một, hướng dẫn cục bộ, tức là tối ưu và hiệu chỉnh từng bước trong quy trình sản xuất hoặc tinh chỉnh thiết bị cụ thể; hai, chuyển giao công nghệ hoàn chỉnh. Đây là hình thức chuyển toàn bộ quy trình sản xuất của một tiến trình đã hoàn thiện sang một nhà máy wafer mới. Tuy nhiên, đối với Intel, một công ty đang nằm trong phòng cấp cứu ICU của ngành bán dẫn, cả hai phương án trên đều khó khả thi nếu tsmc chỉ thực hiện hướng dẫn cục bộ thì in theo đã bệnh nặng đến mức khó có thể cứu vãn chỉ bằng những tinh trình nhỏ nếu tsmc thực hiện chuyển giao công nghệ hoàn chỉnh thì quy mô và mức độ phức tạp của việc tích hợp này quá lớn trong khi lợi ích cho tsmc lại chẳng đáng là bao nói thẳng ra dù tsmc có cố gắng thế nào intel cũng khó có thể vực dậy trong thời gian ngắn vậy thì tsmc có lý do gì để nhảy vào can thiệp tsmc hoàn toàn không cần thiết phải tham gia vào vụ tái cơ cấu này nếu tsmc thực hiện chuyển giao công nghệ hoàn chỉnh cho intel tình hình sẽ còn phức tạp và rắc rối hơn rất nhiều quá trình chuyển giao quy trình sản xuất chip không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ ví dụ khi quan tâm muốn chuyển một con chip từ samsung fauji sang tsmc thì chỉ riêng một con chip đã phải trải qua hàng loạt quy trình dò lỗ chạy lại thiết kế, tối ưu hóa lại quy trình sản xuất, tốn hàng trăm triệu đô la Mỹ và mất ít nhất nửa năm để hoàn tất. Vậy thì nếu TSMC phải chuyển giao toàn bộ dây chuyền sản xuất cho Intel thì còn phức tạp hơn gấp nhiều lần. TSMC và Intel đã xây dựng hệ thống sản xuất riêng biệt suốt hàng chục năm, mỗi công ty có hàng nghìn bằng sáng chế, công nghệ lõi và các đặc điểm quy trình sản xuất khác nhau. Intel 20A đến Intel 4 đã đi theo một lộ trình công nghệ riêng biệt, việc chuyển giao này không khác gì đập đi xây lại từ đầu. Vậy nếu phải làm lại từ đầu, TSMC sao không tự mở rộng nhà máy Zisoner, sao không trực tiếp thành lập một chi nhánh riêng SMC? Câu trả lời rất đơn giản, không phải vì lý do thương mại hay công nghệ, mà là vì chính trị. TSMC rõ ràng không muốn dính vào vụ tái cơ cấu của Intel, nhưng vậy tại sao cuộc họp hội đồng quản trị lần đầu tiên lại được tổ chức ở Mỹ? Điều này cho thấy TSMC đang phải chịu áp lực chính trị và chính sách khổng lồ từ chính phủ Mỹ. Liệu TSMC có thể mặc cả với Mỹ không? Liệu TSMC có thể cam kết mở rộng đầu tư ở Arizona để tránh tiếp quản bộ phận sản xuất của Intel không? Rất khó. Dưới chính quyền Trump 2.0, việc kiểm soát chuỗi cung ứng bán dẫn đang trở thành một ưu tiên chiến lược hàng đầu. Nếu TSMC không đồng ý hợp tác, Mỹ hoàn toàn có thể ép buộc chuyển giao công nghệ thông qua các biện pháp chính trị, dùng các biện pháp cưỡng chế kinh tế để khiến TSMC phải khuất phục. Nhìn lại, dưới thời Đảng Dân Chủ, họ vẫn còn chút đạo nghĩa, giống như một thương nhân lão luyện, dù theo đuổi lợi ích nhưng vẫn duy trì mối quan hệ đối tác và đôi khi nhượng bộ để giữ thế cân bằng. Nhưng chính quyền Trump thì khác, nếu phải so sánh, họ giống như một tay tài phiệt cứng rắn trên bàn đàm phán, một khi đã nhằm đến thứ gì, nếu không đạt được bằng thương lượng, họ sẵn sàng gây sức ép để giành lấy bằng được vậy nên tsnc có thể thực sự bảo vệ được công nghệ của mình không các thỏa thuận chống cạnh tranh bảo vệ bằng sáng chế ip của câu của gaa luật pháp quốc tế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trước một chính phủ sẵn sàng dùng đến biện pháp cưỡng chế tất cả những điều đó có thể trở nên vô nghĩa với tất cả những áp lực này, việc TSMC phải đầu tư công nghệ và tham gia vào quá trình tái thiết bộ phận sản xuất của Intel gần như là điều khó tránh khỏi. Tóm lại, tương lai của TSMC có thể sẽ là bị ép chia sẻ công nghệ với Intel mà không có quyền kiểm soát thực sự, đồng thời phải chuyển giao nhân tài và công nghệ cốt lõi sang Mỹ để phục vụ lợi ích chiến lược của Washington đây là một viễn cảnh rất thực tế chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tình hình này trong thời gian tới bạn nghĩ sao về vấn đề này nếu có quan điểm khác hãy để lại bình luận bên dưới để cùng thảo luận làm video dài không hề dễ dàng nên đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé sự động viên của các bạn chính là động lực lớn nhất để mình tiếp tục làm nội dung nếu thấy hay bạn cũng có thể mời mình một ly cà phê qua mã qr code trên màn hình mình rất trân trọng hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo